Đi hát thì ngày xưa tớ chuyển sang họ Hoàng thì tớ mới có được sinh được đứa con trai của tớ. Thế nào bố mẹ nuôi tớ thì không đồng ý, bởi vì thằng Peter nó không có bố. Thế nên bây giờ tớ vẫn sang nhà họ Đoàn. Tớ phải làm giấy tờ để mua đất ở đấy để nuôi con, thì không nhờ nhà họ Đoàn tụ tập với cả mọi người. Thế là bán con của tớ đi, xong bây giờ bắt cóc con tớ, dọa đánh tớ. Thế hôm trước tớ đi truy sát thì bây giờ chúng nó bỏ chạy. Bây giờ nó bắt cóc con tớ, uy hiếp bắt tớ phải đi làm cho chúng nó để không trả tiền, thì tớ đã chuyển sang nhà họ Hoàng rồi. Thế bây giờ nó cũng uy hiếp con trai của tớ để bắt tớ phải đưa tiền làm tờ, uy hiếp để móc túi và bắt tớ phải đưa tiền cho chúng nó. Bây giờ nó xích cho con, nó bắt con tớ trốn đi từ hôm 30 tháng 4. Bây giờ bỉm sữa con trai tớ, nó cũng cho tớ tiền, tớ nó không cho tớ để tớ đưa đồ cho con trai tớ vào một cái hình ảnh, không cho tớ gặp con trai tớ. Bây giờ không biết nó lấy con trai tớ uy hiếp, nó bắt tớ ở phải họ nhà nó. Hôm trước nó tớ chuyển sang họ Trần với nhà họ Hoàng thì nó ra nó đánh tớ, nó bảo mày dám chuyển sang họ khác à, mà tớ có phải tớ chỉ là con nuôi nhà người ta thôi, ở đây bao nhiêu năm không có con cái gì cả. Thế tớ chuyển sang nhà Hoàng thì cũng có đứa con, thì bây giờ nó lừa về nhà nó. Thì người xưa tớ mua miếng đất dưới Hải Dương, thế là nó lừa có miếng đất, thì bây giờ miếng đất thì tớ cũng bỏ, mà bây giờ nó đang bắt con trai nó bỏ trốn và nó uy hiếp bắt tớ phải là nên chùa để